Chào cả nhà, hôm nay sẽ là một video được request rất nhiều từ các bạn. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết về việc IOP đã thay thế hoàn toàn dòng Cushion XP cũ bằng bộ sưu tập 4 phong cách Cushion năm 2016 mới toanh. Vậy thì 4 loại Cushion này có gì khác nhau và khác với dòng XP cũ nào? The Cloud sẽ trả lời hết những câu hỏi đó trong clip này nhé. Stay tuned! Đầu tiên nói về ngoại hình thì rõ ràng là thiết kế vỏ hộp của Cushion 2016 đã hoàn toàn khác với lại Cushion XP. Vỏ hộp được bo tròn và liền một khối thay vì có nắp nhựa trong ở bên trên. Các dòng Cushion khác nhau thì có đường viền kim loại khác màu nhau để phân biệt. Kế đến, chiếc bông phấn huyền thoại đã được cải tiến và thay thế bằng bông phấn thế hệ mới, mỏng hơn nhưng đàn hồi hơn gấp bội, với nhiều lỗ thông hơi li ti và mịn hơn cho hiệu quả airbrushing tuyệt đẹp. Mặt trên bông phấn có vân da, phần hộp chứa foundation bên trong cũng đã được gọt đẽo cho gọn hơn, do đó bạn không thể dùng refill của dòng cũ để gắn vào hộp mới và ngược lại đâu. Phần Cushion thấm kem nền cũng được thay thế từ Cushion mút xốp cũ thành Cushion 3D hình các hạt tròn, có độ cong nhẹ. Các lỗ thấm kem nền cũng bé hơn dòng cũ rất nhiều. Đây chính là công nghệ mới giúp phần kem bên trong không bị khô và giữ được ẩm lâu hơn. Như các bạn đã biết, da mình là da nhạy cảm, hỗn hợp thiên khô, hơi dầu cùng chữ T. Tuy không nhiều khuyết điểm nhưng da mình mỏng, có nhiều mạch máu và ửng đỏ xung quanh mũi, có một vài đốm thâm mụn. Hãy xem hiệu quả trang điểm của IOP Air Cushion lên da của mình như thế nào nhé. Trước tiên mình sẽ dùng Cushion của dòng Moisture Lasting lên 1/2 gương mặt. Moisture Lasting được cho rằng sẽ là loại giữ ẩm cho da nhiều nhất và có dewy finish cho da căng bóng tự nhiên, che phủ ít nhất. Trước khi quay, mình đã expect dòng này sẽ bị dính do khả năng giữ ẩm cao. Nhưng không đâu, khi vừa lên da là kem đã thấm ngay vào da, cho kết quả mịn màng, da căng bóng đẹp như được dưỡng ẩm tốt. Nhưng khi sờ tay lên mặt lại chỉ mượt chứ không dính. Khi chà chà tay lên bề mặt da, kem cũng không trôi đi hoặc là trượt đi nhiều. Cá nhân mình rất thích hiệu quả tự nhiên của dòng này và mình recommend Moisture Lasting cho các nàng da hỗn hợp thiên khô hoặc là da khô giống mình nhé. Khi hãng thông tin cho mình thì họ bảo rằng Moisture Lasting tương đương với dòng N Natural của Cushion XP cũ. Tuy nhiên, mình nhận thấy có sự khác biệt rõ rệt vì nhiều bạn nói với mình rằng kem của Natural không thấm vào da mà chỉ nằm trên bề mặt da, chạm tay một cái là trôi đi ngay. Bạn đừng lo, bạn không phải gặp vấn đề đó với Cushion Moisture Lasting đâu. Ngoài khả năng giữ ẩm cả ngày thì Moisture Lasting còn được bổ sung khả năng che phủ lỗ chân lông tốt. Như các bạn quan sát, phần lỗ chân lông trên mũi và má của mình đã được làm phẳng mịn lên hẳn so với bên không dùng kem. Theo thông tin được hãng cung cấp, dòng Natural Glow là sản phẩm thay thế dòng C, Cover cũ. Dòng này cũng là sản phẩm có tính trung bình nhất trong 4 dòng, không giữ ẩm nhiều như Moisture Lasting, không che phủ nhiều bằng Intense Cover và cũng không bền màu bằng Matte Longwear. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm có một chút của tất cả yêu cầu nêu trên, một chút dưỡng ẩm, một chút bền màu, một chút che phủ cùng khả năng cho da hơi dewy căng bóng thì Natural Glow sẽ là sản phẩm dành cho bạn. Vì là sản phẩm thay thế dòng Cover cũ, mình đã nghĩ Natural Glow sẽ căng bóng ngay từ lần nhậm đầu tiên. Nhưng kết quả thật bất ngờ, hiệu quả lên da lì hơn dòng Cover cũ các bạn ạ. Tuy kết quả vẫn là bán lì, tức là có độ glowy nhẹ, bóng khỏe tự nhiên,
nhưng da sẽ trông như được phủ phấn chứ không bóng như là moisture lasting đâu. Các bạn có thể quan sát sự khác biệt giữa hai bên mặt của mình. Mình recommend dòng Natural Glow cho các bạn da hỗn hợp ít khuyết điểm cần trang điểm hàng ngày và thích da bóng khỏe mạnh. Còn dòng Moisture Lasting dành cho các bạn da hỗn hợp kiên khô hoặc da khô sạm, ít khuyết điểm, ở trong máy lạnh nhiều cần dưỡng ẩm tốt. Phiên bản Matte Long Wear có viền kim loại màu bạc, khác với Natural Glow có viền xám đậm khá là dễ nhầm lẫn đấy nhé. Với phiên bản này, mình khá ấn tượng với độ lì của sản phẩm ngay từ cái dặm đầu tiên. Rõ ràng là sản phẩm kem nền dạng lỏng nhưng khi vừa lên da, chất kem đã tiệp ngay vào da và trở thành lì như mình vừa mới sử dụng phấn phủ. Một điểm đáng lưu ý nữa là Cushion 2016 đã được cải tiến bổ sung thành phần Bio Water, tức là Essence Men vi sinh nổi tiếng của IOP giúp hiệu quả dưỡng da, giữ ẩm vượt bậc so với phiên bản cũ. Điều này lý giải cho việc dù sử dụng dòng matte lì, nhưng người da khô như mình vẫn không cảm thấy khô căng mà hiệu quả da mịn màng kéo dài từ sáng đến tối. Mình rất là thích khả năng này. Ở đây mình đang mô tả khả năng tăng độ che phủ bằng cách trồng nhiều lớp phấn lên vùng da có khuyết điểm. Như các bạn quan sát, đối với dòng matte thì hiệu quả lên da đã liền ngay và màu sắc cũng tiệp vào da tốt hơn. Khi chà sát lên da cảm thấy da rất khô ráo, phấn không trôi đi và không lem đi làm mấy. Tất nhiên nếu bạn cố gắng lau đi bằng khăn thì phấn vẫn sẽ trôi đi. Nhưng nếu sinh hoạt ăn uống bình thường thì hiệu quả phấn trên da sẽ rất là bền màu và giữ được một thời gian rất dài luôn. Intense Cover là phiên bản có viền kim loại màu vàng đồng. Qua cái tên cũng thấy rõ đây là dòng dành cho các bạn có yêu cầu che phủ cực cao. Chất kem của Intense Cover là bán lì, hơi nghiêng về phía lì nhiều hơn là phía bóng. Tức là nó sẽ lì hơn Natural Glow, nhưng không lì bằng dòng Matte Long Wear. Khi vừa đánh lên, mình rất ấn tượng về khả năng che phủ của Intense Cover. Như quan sát, các bạn cũng thấy khuyết điểm quầng thâm mắt của mình đã bị che phủ nhanh gọn chỉ trong lần dặm phấn đầu tiên. Đối với phiên bản này, mình không gợi ý chồng nhiều lớp lên nhau đâu nhé, vì khả năng che phủ một lần đã cao rồi. Nếu cố tình chồng nhiều lớp phấn lên nữa thì có thể xảy ra tình trạng khét khi và lớp phấn trên cùng bị trượt đi khi tán kem. Đây là kết quả so sánh giữa hai dòng. Bên dùng matte long wear các bạn vẫn có thể thấy một chút xíu quầng thâm mắt của mình, trong khi bên dùng intense cover, quầng thâm đã hoàn toàn bị che phủ cũng như không nhìn thấy các đốm thâm mụn của mình nữa. Ngoài ra, kết quả lên da của hai dòng khá là giống nhau. Mình đã giữ nguyên lớp makeup từ 2 giờ trưa đến tối 11 giờ đêm và mình nhận thấy bên dùng intense cover sau một thời gian sẽ tăng độ bóng của da lên. Không phải là da bị ra dầu đâu, mà do bản chất tự nhiên của kem khi thấm hẳn vào da sẽ có độ bóng khỏe mạnh. Điều này thể hiện rõ trong ảnh quảng cáo của hãng. Còn phần dùng matte long wear hiệu quả sẽ lì và bền, giữ đến tận cuối ngày, đồng thời hiệu quả kiềm dầu cũng sẽ rõ rệt hơn. Trong 4 phiên bản mới của IOP Air Cushion 2016, bạn nghĩ phiên bản nào sẽ phù hợp với yêu cầu của mình nhất nào? Hãy cho The Cloud biết bằng cách comment bên dưới nhé! Đừng quên trở thành một thành viên của gia đình The Cloud bằng cách subscribe YouTube channel, like Facebook fanpage và follow Instagram của The Cloud. Mình sẽ list tất cả thông tin trong phần description box bên dưới, cũng như cách order sản phẩm Air Cushion 2016 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt!